Chị một cây mai vàng ha, dán bài ha. Dạ, đang phối tiểu cảnh anh ha. Đang phối làm tiểu cảnh ha. Cô chú anh chị xem giùm em ha. Mai vàng này mình ghép giống cái gì anh ha? Cái mai vàng này ghép giống Thủ Đức, giáo Thủ Đức. Cái này cũng ghép già mùa đó cô chú. Đúng rồi, cây già mùa. Lúc nụ em bao cô chú anh chị mình luôn ha. Cô chú anh chị mình xem còn để giúp em ha. Cái phơm đế nó cũng xuôi theo cái dáng bài luôn nha cô chú anh chị. Đúng rồi, cây này nói chung là nó cái dáng thế tự nhiên ha. Để mình làm hình cây bài của chú anh chị. Cây này mặt sao hết với cô chú nha. Vì nút nụ thì em bao của chú anh chị mình nút nụ vô đặc hừ luôn ha. Cây này mình chơi Tết 2025 là quá im luôn cô chú anh chị. Dạ, mình giao thông số luôn anh ha. Rồi. Đây, đo ngay vị trí này là 41. Và xích xuống đây là 60 của chú anh chị. Đặc thự luôn ha. Rồi tổng cái ai gớt ổng à. Gớt ổng. Tổng cái bệ đế này là 126. Dạ. Sổ được 38 của chú anh chị. Dạ, cái vết đế với mức dài này nó cũng. Rồi để em đo cái chí bài ha. Ba là 136. Rồi chiều cao là 120. Rồi cô chú anh chị xem giùm em nha. Lần nữa ha. Xem rồi cảm nhận giúp em ha. Cây này giảo Thủ Đức nha cô chú anh chị. Dạ, cô chú anh chị mình thích cái form tiểu cảnh hay là thì mình liên hệ với số điện thoại của anh Thông giúp em nha. Cây này em lên form tiểu cảnh này cây nó thần ha cô chú anh chị. Cô chú anh chị yên tâm chơi ha. Dạ, có ghế chịu, ghế gỉ đổ trơn nha quý cô chú anh chị. Rồi, em này mình giao lưu giá nhiêu anh ha? Rồi, cây mã số 5 em giao lưu với cô chú anh chị giá 58 triệu. Giá này em bao ship bán kính 300 cô chú anh chị. Khay này bằng đá mài hả cô chú anh chị? Dạ, mình luôn tặng luôn cái khay này luôn á anh thấy không? Đúng rồi. Toàn bộ luôn. Dạ rồi. Em xin đỡ cây luôn ha.